Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông trong nước vào ngày 20 tháng 3 dẫn quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 cùng hai vị lãnh đạo bao gồm ông Lê Thành Hải, cựu Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, cựu Chủ tịch thành phố. Tin cho biết quyết định kỷ luật được ban hành vừa nêu là do liên quan đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của thành ủy, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhiều hộ dân ở Thủ Thiêm nằm ngoài ranh giới diện tích quy hoạch đã bị cưỡng chế đất đai, nhà cửa trong suốt hai thập niên đi khiếu nại, khiếu kiện, đều tố cáo ông Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm chính cho những sai phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cô Nguyễn Thùy Dương, một người theo dõi sát sao vụ việc tranh chấp giữa người dân Thủ Thiêm với chính quyền địa phương, vào tối ngày 23 tháng 3 lên tiếng với AFA về thông tin mới nhất liên quan ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Chúng tôi đánh giá rằng đây có thể là một động thái để họ mở đường cho một cái việc là trong kỷ luật hay là có những cái biện pháp trừng trị thích đáng đối với những người có trách nhiệm trực tiếp. Nhưng mà chúng tôi cũng đề phòng ở một cái câu chuyện là sợ là đây chỉ là một cái hình thức kỷ luật cho có. Cho nên là hiện giờ chúng tôi cẩn trọng tất cả mọi loại thông tin và chỉ chờ đợi thôi chứ không có hy vọng. Còn những người dân Thủ Thiêm đã mất nhiều năm ngược xuôi khiếu kiện từ cơ quan chính quyền cấp thấp cho đến cấp trung ương chia sẻ với AFA rằng mức kỷ luật như thế đối với ông Lê Thanh Hải là không thích đáng. Điều họ trông chờ là ông Lê Thanh Hải phải bị đưa ra khởi tố hình sự cho những việc ông đã làm đối với người dân Thủ Thiêm. Ông Cao Thăng Ca trình bày. Dạ, tức là ông Lê Thanh Hải là ông ấy có nợ máu với dân quan Thủ Thiêm quận 2. Tại vì ông đã chỉ đạo Tất Thành Cang phải dùng cái bàn tay sắt để cưỡng chiếm nhà đất của dân á. Nói chung là ông ấy đã lấy đất của hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm mà không có quyết định thu hồi đất, rồi sau đó đem bán, đem chia cho các sân sau kiếm lời. Mà hiện nay ông ấy làm thiệt hại cho nhà nước là 8.000 tỷ đồng theo kết luận 1483 đã kết luận đấy. Mà thực chất là cái dự án Thủ Thiêm này ông ấy thu lại và bỏ túi, nếu mà theo chúng tôi tính là phải cả trên 100.000 tỷ. Mà tại sao lại làm lỗ nhà nước 8.000 tỷ? Cái điều này là không thể chấp nhận được. Người dân Thủ Thiêm mong rằng cái Bộ Chính trị phải xử lý ông ấy đích đáng, phải khởi tố cái vụ án hình sự. Một số người dân Thủ Thiêm đã ở đây tiếp xúc nhấn mạnh rằng họ đang trông mong từng ngày từng giờ được đối thoại và làm việc với chính quyền quận 2 và chính quyền thành phố để giải quyết rốt ráo vấn đề khuất tất liên quan nhà cửa đất đai đã bị cưỡng chế tại khu đất 4,39 hectare thuộc khu phố 1 phường Bình An và tại 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh là nằm trong hay nằm ngoài ranh giới quy hoạch. Theo bản đồ quy hoạch thì người dân Thủ Thiêm có bằng chứng chứng minh tài sản bị cưỡng chế của họ là nằm ngoài ranh giới và việc thu hồi là trái quy định pháp luật. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái yêu cầu chính quyền quận 2 tập trung giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo hướng có lợi nhất cho người dân và sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2019. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 2 năm 2020 cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona, nên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Võ Văn Hoan đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 2 tập trung giải quyết và phải hoàn thành trước tháng 6 năm nay. Theo những người dân khiếu nại khiếu kiện ở Thủ Thiêm, thì việc giải quyết tranh chấp giữa người dân và chính quyền địa phương vẫn chưa có hồi kết, mà ông Lê Thanh Hải đã nhận quyết định kỷ luật cách chức nguyên bí thư thành ủy. Họ cho rằng quyết định kỷ luật này đồng nghĩa với việc Bộ Chính trị Ban Bí thư đã mặc nhiên kết luận sai phạm vi phạm của ông Hải chỉ ở một mức độ nhất định mà thôi. Ông Nguyễn Văn Lung, một cư dân Thủ Thiêm còn lưu ý. Bên bản kỷ luật thì cách chức bí thư của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2010 đến 2015. Như vậy trước 2015 ông vẫn là bí thư mà, bí thư hai nhiệm kỳ mà. Trước đó ông là chủ tịch ủy ban thành phố thì cái chức nguyên chủ tịch vẫn còn, chỉ cách chức nguyên bí thư. Nên nhớ rằng ông là ủy viên trung ương ba thời kỳ và ủy viên bộ chính trị hai nhiệm kỳ.
trời, nó dàn dưới lộn chất nguyên bí thư thôi, nhưng ông vẫn còn là đảng viên cộng sản. Theo quan điểm tôi nha, nhất là đảng viên cộng sản vẫn còn tồn tại thì làm sao mặt chính quyền mà xử lý được. Ông Cao Thăng Ca cho biết thêm, tôi đã trực tiếp nói với ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch ủy ban thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là ông Võ Văn Hoàn, phó chủ tịch, tôi nói là cái cách giải quyết khiếu nại của đô thị mới Thủ Thiêm sẽ cho biết ai là tàn dư của nhóm lợi ích. Nếu mà mấy ông ấy giải quyết được cái đó thì rõ ràng mấy ông ấy chứng minh cho mọi người thấy mấy ông ấy là tàn dư của nhóm lợi ích Lê Thành Hải. Và những cái việc làm này thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với chính phủ và kiến nghị với bộ chính trị, ủy ban kiểm tra trung ương đảng là phải xử lý những người giải quyết khiếu nại sai, phải xử lý nặng gấp hai lần những người vi phạm trước đó. Đài Á Bay ghi nhận bên cạnh thông tin Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 cùng hai cựu lãnh đạo. Truyền thông quốc nội vào trung tuần tháng 3 cho biết chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho khởi động dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm để nhanh tiến độ một số dự án đầu tư xây dựng quan trọng cũng như triển khai các dự án bất động sản trong thời gian tới. Những người dân Thủ Thiêm như ông Cao Thăng Ca, ông Nguyễn Văn Lung chia sẻ với AFA rằng, trong khi chính quyền chưa giải quyết dứt điểm những tranh chấp của người dân Thủ Thiêm, mà các nhà đầu tư tham gia vào những dự án hạng mục nào dính dáng tới vụ việc tranh chấp, thì chính họ tiếp tay cho những người vi phạm pháp luật trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một lão hàn gò người Tàu ở quận 5 thương tình cho phụ việc và dạy cho Lê Thanh Hải nghề thợ hàn. Khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ vào miền Nam để kìm chân Trung Cộng và ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt Nam tiến, những thằng bé vô học, du thủ, du thực như Lê Thanh Hải được lực lượng Cộng sản nằm vùng lôi kéo vào đội quân có tên là Biệt Động Thành. Nhiệm vụ chính được giao là ném lựu đạn giết lính Mỹ và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ám sát các thành phần trí thức, viên chức phục vụ nền đệ nhị Cộng Hòa. Cứ giết được nhiều người thì sẽ được phong là dũng sĩ. Tàn sát càng nhiều người gây kinh hoàng gây sợ vang dội khắp miền Nam. Những người lập được chiến công đó sẽ được phong anh hùng. Máu của dân miền Nam và lính Sài Gòn đã được những kẻ như Lê Thanh Hải đổi thành những tấm huy chương đỏ rực gắn trên ngực áo sau này. Khái niệm vô sản lưu manh do các Marx và Engels đặt ra đầu tiên trong quyển Ý thức hệ Đức xuất bản năm 1845. Hai ông Marx và Engels dùng nguyên văn là Lumpen Proletariat. Trong đó Lumpen có nghĩa là xẻ lau, xẻ rách, còn Proletariat là giai cấp vô sản. Lumpen Proletariat có nghĩa là vô sản khố rách áo ôm, gọi tắt là vô sản khố rách, mà Trung Quốc cũng dịch thành lưu manh vô sản giai cấp, và Lê Thanh Hải đã sớm ghi tên mình vào danh sách vô sản lưu manh như vậy. Là một con người cơ hội, năm 1980, Lê Thanh Hải cậy người mai mối tiếp cận tán tỉnh Trương Thị Hiền, em gái của Trương Mỹ Lệ, khi đó là bí thư thành đoàn. Hiền là con gái của bà Sáu Hòa, là một chùm Biệt Động Thành. Trương Thị Hiền được cả Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt nhận làm con nuôi. Vì thế, khi cưới được Trương Thị Hiền, Lê Thanh Hải lên như diều gặp gió. Tháng 5 năm 2001, dựa vào thế lực của chị vợ Trương Mỹ Hoa, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch nước Lê Thanh Hải ép được Võ Viết Thanh về hưu sớm và giành chiếc ghế chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây Lê Thanh Hải, tức là Hai Nhật, đã từ từ leo lên đỉnh cao quyền lực, ngồi ghế chủ tịch thành phố. Lê Thanh Hải ép các cấp phó như Nguyễn Thiện Nhân, Mai Quốc Bình phải chuyển đi, đưa vây cánh của mình như Nguyễn Thành Tài, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua về bên mình. Cấp đất công khai mua chức, bán chức, trừ dập đối thủ, hình thành phe nhóm chính trị, đưa bà con họ hàng vào nắm hết những vị trí chủ chốt, hái ra tiền. Lê Thanh Hải sinh năm 1950, xuất thân từ ấp Điều Hòa, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Năm 13 tuổi, một chữ bẻ đôi không có, cậu bé gốc Hoa tên Lê Thanh Hải lang thang, lần mò lên Sài Gòn kiếm sống. Lê Thanh Hải trở thành lãnh chúa thành hồ, một chùm mafia du côn và máu lạnh số 1 miền Nam. Dưới Lê Thanh Hải, ai đối đầu với ông ta sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Quan chức công thần của chế độ, gia đình thương binh liệt sĩ, một khi bị chính quyền Lê Thanh Hải cướp đất, chèn ép, chỉ có chấp nhận cúi đầu nếu không muốn tán ra bại sản, thân bại danh liệt. Còn đối với dân đen, khỏi phải nói, tù tội, tra khảo, bức tử, chết đúng quy trình trong nhà tù. Dư luận xã hội chỉ biết các con của Hai Nhật là Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hòa ăn chơi phóng đãng, bắt phụ nữ đẻ con mà không cần cưới, cướp vợ người ta, phá nát hạnh phúc gia đình họ, chứ không biết rằng cha của chúng
cũng là tay háo sắc bậc thầy. Lê Thanh Hải từng cặp bồ với Đào Thị Hương Lan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1960, quê xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, nay là phường 8, thành phố Mỹ Tho. Sắc đẹp đã đưa Lan lọt vào mắt xanh, và khi đã là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải đã đưa Lan về làm chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân thành Hồ.